Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh lại được đón bác Tý đến từ Lương Tài, Bắc Linh sắm cho mình cặp loa HPM100. Bác đã thẩm âm một hồi và sau đến giờ chung kết là cặp loa HPM100 của bác đã có chủ. Thanh Đức Hạnh làm clip ngắn giới thiệu với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết cặp loa HPM100 đã có chủ theo bác Tý về Lương Tài, Bắc Linh, Đàng Ngấp, thành phố Bắc Linh, Đàng Ngấp, Cẩm Phú, Bắc Ninh, vâng. Lương Tài, Bắc Ninh, Lương Tài, Bắc Ninh, không ăn không ngủ được thì đôi loa HPM100 đúng không ạ? Vâng. Quý vị và các bạn có ông 70 tuổi rồi. Vâng, ông về chú về hơi nhiều tuổi nhưng mà đam mê âm nhạc là không ăn không ngủ được. Đi cặp loa. Đi cuốc ruộng đấy. 100% cuốc ruộng là quyết định mua đôi loa cây lúa củ khoai đấy. Vâng. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989723148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương và giao hàng toàn quốc. Thông báo với quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh cũng được đón 4 đoàn khách và sản phẩm này là sản phẩm thứ 5 lên đường. Giải quá. Hàng của bác đã được kiểm tra và đóng gói chuẩn bị về với gia đình của bác. Bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu không đến được tận cửa hàng thì hãy alo cho Âm thanh Đức Hạnh sẽ ship hàng toàn quốc. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.